xin lỗi nha, tại vì hơi bối rối một tí xíu. Chắc có lẽ là mình đã bị đổ mất rồi. Tại vì trước mắt mình là một cái nhan sắc nghiêng thành như thế này, buộc lòng mình phải đổ thôi. Anh có một món quà tặng cho em. Hoa hồng tượng trưng cho cái gì đẹp nhất. Nó gãy đổ như thế kia cũng có nghĩa rằng là trong quá khứ anh cũng đã bị gãy đổ về tình cảm. Anh tin chắc rằng em sẽ vun đắp cho anh, hàn gắn trái tim anh, để tình cảm của anh kể từ ngày hôm nay được hàn gắn và phát triển. Em chưa biết về bạn này nhiều nha, nhưng mà em biết được cái nghề nghiệp của bạn này là gì rồi đó anh. Đó là gì? Diễn viên. Em có phải là một diễn viên không? Em là diễn viên tự do, nhưng mà em nghĩ là muốn trở thành một diễn viên thì em phải có vốn sống cao. Nhưng em có cái sự yêu thích đấy ở trong lòng không? Có đúng không? Chắc cũng có đấy. Có chứ, làm gì cũng. Em diễn sâu như thế cơ mà. Diễn miệt mài như thế cơ mà. Ồ không, xin lỗi anh, em không miệt mài. Mà em, nó xuất phát điểm từ trái tim của em như thế nào. Okay, thôi rồi. Và thật sự khi mà đứng trước cô gái như thế này, một nét đẹp rất là cổ kính và làm cho mình phải có những bồi hồi đó chứ không hề diễn. Dạ. Yeah. Em đi tới em bày tỏ tình yêu, em tặng cái hoa hồng gãy, xong em bảo đây là một cái nét đẹp rất là cổ kính. Em ơi, em bắt đầu em phải ghi cái điểm trừ đầu tiên nhìn chị. Cái ánh đầu tiên mà anh tặng cho em đó là cái hoa gãy. Em cảm giác như là kiểu tình yêu chưa bắt đầu mà đã kết thúc. Thì đó, bây giờ bạn đang cầm trên tay một cành hoa và bạn đang nâng niu nó và nó đang rất đẹp thế kia. Thì tin chắc rằng bạn sẽ giúp cho anh có một cái cảm giác là bình an trở lại trong trái tim của mình. Anh nên đem tới cho em cái sự thoải mái, cái sự nó hoàn hảo một xíu đi. Còn mà cái vấn đề đổ vỡ hay không đổ vỡ thì anh, giữa anh và em chắc chắn đều sẽ có. Cho nên em nghĩ cái đó mình có thể tìm hiểu sau. Anh ghi nhận điều đó, nhưng mà anh vẫn bảo vệ quan điểm của mình. Đây sẽ là hành lý đầu tiên của hành khách số 1. Đôi khi có những con người họ không thể nói hết được những gì bên trong mình. Chỉ có những bí mật mới nói họ là ai. Bí mật đầu tiên là anh hay ăn miếng trả miếng. Trong cuộc sống thì có lẽ em có cái quan điểm này chứ. Ăn miếng trả miếng, phải. Không. Không có. Không. Không có. Đối với em, cho dù người ta có đối xử tệ với mình cỡ nào, mình sẽ dùng cái sự bao dung đối với họ, đó mới là cách trả đũa tốt nhất đó. Cái suy nghĩ này của anh nó hơi là bảo thủ. Thứ nhất, mình là đàn ông, mình nên bao dung, mình không có nên như vậy, không tốt. Em không thích cái điều này đâu. Hồi nãy anh phải, anh chưa chấm, tức là câu hỏi của anh vẫn còn. Tức là mình bỏ cái chi tiết hoa hồng qua, bắt đầu mình vô cái vấn đề rồi này. Đưa hồng cho anh, trừ đi rồi. Trừ đi rồi. Tại sao mà ăn miếng trả miếng? Trong cuộc sống này đối với anh quan điểm như thế này: khi mình đặt một cái vấn đề gì đó, mình cố gắng đạt được cái mục đích đó bằng cả cái tấm chân tình của mình, nhưng đổi lại là gì ạ? Sự phản bội, mang cho mình một cái sự tổn thương, thì mình sẽ trả đũa bằng cách là cho người khác ngóc đầu lên không được. Thân bại danh liệt. Đó là suy nghĩ bình thường của một người tầm thường với tấn khác. Ngày hôm nay anh có một cái sai là mang hoa hồng tới bị gãy. Anh sẽ sửa nó và cố gắng làm sao giỏi hơn, thành công hơn, có một vị trí nào đó trong xã hội này hơn. Giống như anh Lê Hoàng đây, rất gọi là nhiều người thần tượng đến. Lúc đó em cảm giác rằng là mình không chọn anh này, đánh mất anh này là đánh mất đi một cái gì đó cao quý, đánh mất đi một cái gì đó đáng giá. Đáng giá nhất. Đúng, cảm ơn anh. Và đồng thời là em sẽ hối hận. Đó là quan điểm ăn miếng trả miếng của anh. Ăn miếng trả miếng với con gái khác, ăn miếng trả miếng với kẻ thù khác, ăn miếng trả miếng với bạn bè khác. Chứ ở đây cái câu này nó rất là chung chung và nó không nói lên một cái tính cách chính xác của bạn để cho người phụ nữ đánh giá được. Đó là anh Hoàng thôi, còn riêng Xuân Lan thấy bạn này đưa tư duy rất rõ ràng và cái quan điểm của bạn rất rõ ràng. Bạn tặng một cái cành hoa và bạn yêu cầu rằng anh đưa cho em sự gãy đổ, thì anh hy vọng em sắp xếp lại cái sự gãy đổ đó. Tại sao bạn không là người sắp xếp sự gãy đổ mà bạn yêu cầu người phụ nữ phải làm điều đó cho mình? Tại sao? Em là tiếp người thuộc dạng như là hướng vào bên trong. Em hay kiểm nghiệm bản thân mình lắm. Và em đang trông chờ đối phương cho em những cái mở nút ra, để em không có bị gọi là
quay cuồng trong cái rắc rối đó. Chị thấy rõ ràng em là một người đàn ông ích kỷ. Em mang cái tư duy ích kỷ và em tổn thương ở đâu đó. Em tới đây em bảo là tôi đang tổn thương đó, hãy xoa dịu tôi đi. Chúng tôi không rảnh. Nhưng tôi nghĩ rằng người phụ nữ này cũng không rảnh để mở cái nút thắt cho em, nếu em không tự mở nút thắt của mình. Chúng ta cứ bình tĩnh, đóng vali lại đã. Em đánh giá sao với bí mật vừa rồi? Em không có đồng ý với cái quan điểm đó một xíu nào hết. Tại vì đối với em, cái ấn tượng ban đầu thì em cũng khá là có ấn tượng tốt với anh, chứ không phải là vì cái cành hoa đó nó bị gãy mà em không có. Và nếu em với anh đến với nhau, ai sẽ là người gỡ cái tổn thương đó cho nhau trước? Cảm ơn bạn đã đến chuyến bay của chúng tôi, và mời bạn về đúng vị trí của mình.